Nè 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 ở đó. Để nó cứ cho nó ngóng nó chơi có gì đâu. Xe lớn hết hồn. Dịch rồi, dịch rồi. Ghe gì mà khói dữ vậy trời. Nhìn nhìn dữ rồi. Nhìn dữ ngoài. Ai được lấy đây đi, ở đây ở đây đây. Mèo mèo ở đây Nó đang ngóng ngóng cái đầu lên nó đẹp. đây. Ừ. Mình ở đây mà nó ngóc gì nó chạy đâu. Nó hay. Mèo. Đứng đây đi, đứng đây đứng đây. Đứng gì vậy? Ở đây nè. Ủa sao mình trốn đây? Trốn đây. Gì ở đâu đây? Bởi quân chỗ này đừng có chơi vàng nè ha, bởi chỗ này nè. Để đây, đứng đây đi, kéo lưới lên, không có cá luôn nha. Rồi, đứng đây. Đứng đây nè. Nãy giờ có tiếng rồi ha. Nãy giờ tiếng tiếng rưỡi á. Được lên. Lấy 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 lấy. Này có cá là cho mấy con mèo ăn nha. Ngồi đó đi. Nè. Cái cá chê cũng được. Bữa mình có con đựng cá chê vàng đâu đây nè. Ra đây đãi đi, sao đâu nó không đi đi đâu kia, mà đây 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 này, muốn nó lại bằng kia. Ý, cái gì giống cá đó ta? Con rắn, rắn nó bự quá ơi. Rắn Con rắn nước. ơi à, rắn này rắn nước hả ta? Mèo mèo con rắn Không nước. nè. Bữa nay con mồi cho tụi bay rồi đó. Mèo mèo nè, nó cong cong kìa. Lần trước đây có con cá chê vàng, đây có được con rắn rắn vàng. Là về Đi nãy giờ lâu rồi về nè. À, con rắn này, rắn này, rắn này. chưa thấy gì đó. Ê, sao lại nó hử kìa. Kể đi thời dễ dàng đừng dính lưới mà như được. Ao 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 đó con này muốn ăn cái gì kìa. Đi đi lâu lâu được đi đánh cá đảo á rồi hết lưới rồi Rồi, rồi thôi, về. vậy thôi được, con rắn cũng được đủ vốn rồi, có mồi cho mấy con này ăn rồi. Nè thấy chưa, thấy chưa tụi bay nó Đưa đưa cong đưa ra cong mình coi coi, đưa lên coi. bự nha. Nè 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 rắn nè, con này nó trốn ở đây Nó sợ, nó nè. nóng. Ở nó nằm dưới lưới rồi, nó nằm dưới lưới. Đừng yên, về ha, về, về nướng 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 rắn ha. Làm nói đi. Về nướng cho nó ăn. Đừng nó lại đây nữa nha. Nắng hả? Hay sợ nắng hả? Con này nằm đi. Má, nó bị say sóng. Hồi đó giờ chưa đi đi bị ghe đánh say, đi cá bị nè say ghe. nha. Nay là biết rồi, bốn đi theo tao đánh cá đó ha, chứ về có cái mà ăn gì cho mấy đứa ở nhà nữa phải không? Ăn không, ăn không, ăn không, ăn không. Bèo bèo sợ bèo trốn trong đây say sóng, chắc bị say say sóng. sóng, ghe lắc lắc chắc bị say quá. Này chắc rắn nước nha, rắn nước bự bộ, rắn này ăn cá nè.
Chưa chưa quen hả? Từ từ quen. Nó em nói gì á? Nói gì? Có đang ăn hả? Ăn không? Phải khỏi. Để nó cho nó ở dậy chút xíu. Đứng ra chân mà lại sót về đẹp á, cảnh ngàn đô. Nó ngàn view. Okay. Đã không? Phải chơi đã. Chơi hết mèo. À nè nè. Rồi tới nhà rồi kìa. Thôi được rồi. Mệt hai mẹ con rồi. Tới đây, nhà. Đây là cái mặt sau khi về tới nhà. Biết đường vô nhà không biết. Đây là con rắn hồi nãy ở đây. Rắn nước các bạn. Đây nè. Sẽ có cảnh danh lộn. Đi lại đây hết chưa? Con beo nữa. Ơ trời ơi, chạy đụng chân rồi á. Con mẹ tam nữa rồi xíu cho đủ không? Mẹ tam đâu rồi? Beo nữa. Công mẹ tam bắt trước. Cho mẹ tam biết ngay. Thả xuống thôi chứ. Ừ. Hãy mẹ đi, nó thấy, ha. Thấy đi, thấy đi. 1 2 3 cục đầu tiên. Nè nè. Mẹ tam được đầu tiên rồi đúng không? Ừ. Nè. Đây là con rắn đó các bạn, rắn mình nướng xong rồi mình cắt cho con một cục. Con beo đâu? Đây nè, trời miếng sao beo không thấy đường trời đó kìa. Nè, đủ hết á, dư luôn á, rắn bự. Đứa đựng cục hết á. Trời. Này là ăn dặm nha, chứ không phải ăn cơm. Này thành quả. Cho con ngựa kìa. Ngựa trắng nè. Nè. Ngựa bị ngáo. Thôi, con ngựa kìa. Sắp bạc rồi, ghê nữa, thật. Anh thấy con kia nè. Ngựa nó hèn dữ à. Nè. Bị đơ qua, bị đốn đập đơ rồi. Cái kia. Ngựa ăn chay. Ngựa ăn chay. Ôi ớt cười, không ngựa ăn chay. Thôi kệ đi, nó ăn thôi. Ừ. Chỉ có mình ngựa là ăn chay thôi à. Cái gì đó. Rồi đốn rồi, đốn cục bự kìa. Nó không ăn mà, nó ăn thôi kệ nó. Nó ăn chay. Không thích ăn rắn. Trời đất ơi, con rắn nó ngon. Còn lại là anh ấy nè. À. Ăn rắn nước người ta đó, đừng đùa nha. Rồi đứa nào nè. Đốm rồi nha. Ở dưới. Dài rụt rụt. Chụp đầu người ta kìa. Kìa là để trong bụng nó luôn, nó cũng thấy đó. Rồi, con tích ăn được miếng rồi. Làm dữ trời vậy thôi chứ để cục rắn kế bên không ăn được. Con ngựa không ăn cũng chui đó, con chiến biết nè. Phải, nó chui đó, nó lấy ăn thức ăn cá. À, khoái thức ăn cá hả? Nè, còn cái miếng nè, cho tụi bay luôn nè, đó. Giờ nó cắt cỏ vô nè trời. Cỏ dữ chưa. Dịp tình hôm qua mới mua cái chai thức ăn cá. Còn được miếng mà. Vậy là con một chó hoặc con mèo tha ra. Ngon quá rồi, không còn cái mèo nữa. Hết dách luôn. Rồi.
Rồi. Bây giờ sao? Ăn xong rồi Thôi, sao? ăn xong rồi thôi, đi vô nay buổi trưa nắng rồi chưa đi dạo đâu. Hôm nay không đi dạo, nay ăn rắn vậy thôi. Hôm nay đi thả lưới rồi bắt rắn về nướng ăn rồi thôi, kết thúc. Tăng Cảm ơn các bạn, hẹn gặp lại các bạn ở video tiếp theo. tàng